trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng bạn Trần Thị Hoàng Thi, sinh viên năm thứ nhất ngành tài chính ngân hàng tại trường Đại học Huế, sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế tại sao Hoàng Thi lại chọn du học Mỹ. Xin chào Hoàng Thi. Dạ, em chào chị. Hoàng Thi có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Dạ, em là Trần Thị Hoàng Thi, đang học ngành tài chính ngân hàng tại Đại học Kinh tế Huế. Em chọn du học Mỹ tại vì ở Việt Nam thì chương trình học nó không được thực tế, học nó để vận dụng thực tế hơn. Ở Mỹ thì có điều kiện tốt, chương trình Anh văn sau này em quả nó tốt hơn. Sau này về Việt Nam thì công việc của em về nó liên quan tới tiếng Anh nên sẽ học xin việc sẽ tốt hơn. Thì qua Mỹ em sẽ học trường nào? Em học Đại học Temple ở bang Pennsylvania. Đầu tiên thì em qua đó em sẽ học chương trình Anh văn 1 năm, sau đó em sẽ học tiếp ngành tài chính quốc tế mà em đang đi học là Việt Nam. Thời tiết đó cũng mình lành nhưng em cũng có tuyết nên em cũng rất là thích. Thì tại sao em lại chọn Mỹ để du học và không chọn những nước khác? Ở Mỹ là chương trình là tốt hơn mà bang quốc tế Mỹ là cũng rất được là nhiều nơi trên thế giới được công nhận. Chị của em cũng đang theo học ở đó nên em cũng gia đình của em cũng muốn tạo điều kiện cho em cùng với chị em học ở đó tốt hơn, cho thuận lợi hơn. Lúc nhỏ thì em đã thích muốn quản lý tài chính ở mấy ngân hàng ở Việt Nam nên em muốn qua đó học tiếp tục học nâng cao hơn để sau này về tìm kiếm dễ dàng hơn. Rồi qua đó em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương. Chị của em đã phỏng vấn ở Tân Đại Dương nên đã thành công. Bây giờ chị đã giới thiệu cho em tiếp tục tư vấn ở đây và em cũng đã thành công ở đây. Chị anh lúc đầu thì em cũng hơi trục trặc một chút tại vì em chưa có tìm hiểu qua nên chị anh đã giúp em tìm hiểu các thông tin, tư vấn một vài nét tìm vài nét về cái trường cũng như là một vài ý kiến để chơi giúp em trả lời những câu hỏi của bạn đại sứ. Trong quá trình học thì em có được anh Khôi hướng dẫn một số vài ý kiến mà giống như ở Mỹ là giống như họ cũng biết là biết về đất nước họ đã tốt rồi, nếu mà mình chỉ cần nêu về ở trường có cái chính học là cái điểm là tốt mình nổi bật thì mình nêu lên thôi, còn mấy cái mà họ biết rồi mình không cần nêu lên đấy. Khôi tư vấn về và sai một chọn trường đó là trường đó là thuộc 25 trường đại học mà nổi tiếng ở Mỹ. Nó có nhiều 125 năm kinh nghiệm giảng dạy là mình phải nói nó nổi bật như thế nào, còn không nói nó thành lập thì cũng được hay chứ lắm. Vậy là nó chỗ chọn thơ ở bang đó thì có cảnh hay là thời tiết như thế nào nổi bật rồi nên em sẽ chọn bang hay là cái trường hôm nào đó. Bây giờ em đã có visa rồi, để em có thể là chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm thực tế mà em đã trải qua để các bạn có visa giống như em được hay không? Nói chung cũng gặp người tư vấn của mình là dễ tính, nếu mà gặp em vào em gặp thì người tư vấn đó là nó vừa tư vấn vừa đưa câu hỏi cho em, mà nếu mà em không hiểu là nó giúp hỏi không bằng tiếng Việt luôn là em trả lời luôn. Còn mà nếu mà vào mà gặp người phiên dịch riêng á là mình phần phải phản ứng nhanh hơn, một phần là cũng ở bản thân mình phải trả lời là tỏ rõ hơn. Lần đầu tiên em đi phỏng vấn thì chị của em đã nói cho em là có phải mặc áo quần là đang hoặc là sư áo sơ mi con trinh. Vậy là cột tóc lên nó lịch sự hay là đã giả sinh viên. Nhưng sau này em cảm thấy nó không thoải mái nên được phỏng vấn lần thứ hai thì em chỉ cần mặc áo quần em cảm thấy thoải mái và đôi tóc thì cũng sáng bình thường à. Nên tâm trạng của em là thoải mái nên trả lời cũng rất là tốt, nó cho em đã visa. Thì cảm ơn là Hoàng Thi đã chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế của bản thân. Thì Tân Đại Dương xin cảm ơn em và chúc cho Hoàng Thi qua Mỹ học tập thật tốt cũng như là đạt được những mong muốn mà Hoàng Thi đã được đặt ra trước đây. Dạ.